Xin chào các bạn đã quay trở lại với Kết Sắt Chính Hãng. Đây là video hỗ trợ tư vấn hỗ trợ khách hàng sử dụng cái kết sắt đông hun của Hàn Quốc loại cỡ nhỏ mini, làm sao cho an toàn, bảo mật và được an toàn nhất có thể. Giới thiệu qua một chút thì công việc chính mình là chuyên hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm hoặc là sử dụng sản phẩm là kết sắt đông hun của Hàn Quốc. Kết sắt này được cấu tạo bằng thép hai lớp, sơn rất là bóng mịn và được làm bảo mật bằng hai lớp khóa, khóa chìa bi đó và khóa mã điện tử bấm số. Kết sắt thì được đúc chất chống cháy ở giữa nên có khả năng chống cháy rất là tốt. Được bảo mật bằng bấm số điện tử, các bạn chỉ ấn start này, ấn mã số này, ấn open này, các bạn mở kết ra này. Thì bên trong kết sắt rất là rộng, có thể để giấy tờ A4. Ngoài ra có một khay các bạn để nhẫn vàng kim cương bên trên. Hèm cửa là hèm tam cấp giúp tăng khả năng chống cháy. Đồng thời có cái chốt khóa bằng inox. Đây là chốt cố định. Lúc kể cả cắt bản lề cũng không có thể là lấy được két. Đây là chốt động và giúp kết sắt được bảo mật an toàn tốt hơn. Đây là bên trong cánh lúc nào có biểu đồ chống cháy, giúp kết sắt có thể chịu lửa chống cháy khi hỏa hoạn xảy ra. Kết sắt này thì rất là dễ sử dụng và được bảo mật rất là cao, đổi mã tới 15 ký tự. Thì để đảm bảo cho kết sắt được bảo mật tốt thì các bạn phải đổi mã kết sắt. Thì quy trình như sau. Bước 1, các bạn phải ấn vào nút đổi mã bên trong này. Bước 2, các bạn phải quay ra cái bảng điều khiển, các bạn nhập mật khẩu mới vào. Tôi nhập là 456789N, 456789N. Good là các bạn đã đổi mã thành công rồi. Sau khi mà đổi mã xong thì các bạn phải mở lại. N456789 Enter Open này, các bạn xoay khóa để đóng mở cách bình thường. Đấy. Cái sắt này thì có một số ưu điểm sau. Thứ nhất là để được giấy tờ, thứ hai là chống cháy tốt, thứ ba là khóa bền, được bảo mật hai cấp, khóa mã điện tử và khóa chìa. Cái khóa điện tử này có thể đổi mã lên tới 15 ký tự đó. Hơn nữa là khi mà nhập sai mật khẩu quá 3 lần thì bàn phím sẽ khóa lại, bạn bấm lúc này không có tác dụng gì và phải đợi sau 3 phút thì mới có thể mở lại được. Thì đây là một cái ưu điểm mà các cái dòng két khác của Việt Nam thì không có được. Hơn nữa là một điểm nổi bật nữa là sơn của két rất là bóng và khung thành rất là chắc chắn, giúp két sắt có thể chống trộm, khoan phá và cậy phá. Ưu điểm thứ ba là hình thức thì rất là đẹp. Đấy, kiểu cách thì là hiện đại và bảo mật rất là cao. Kích thước này rất là phù hợp cho gia đình, công ty, văn phòng, đặc biệt là các cái chung cư, căn hộ cao cấp thường hay sử dụng cái mẫu kết sắt này để bảo mật, bảo vệ tiền, tài sản và giấy tờ. Kết luận thì đây là một cái dòng kết sắt rất là tốt, an toàn và bảo mật cao, dễ sử dụng. Nếu các bạn mà đang sử dụng kết sắt này thì mà chưa biết cách thì hãy comment phía dưới hoặc là xem lại cái video này. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một các bạn sử dụng làm sao cho kết sắt được bảo mật và an toàn nhất. Còn các bạn chưa mua kết sắt thì hãy để lại số điện thoại, thì mình sẽ cần có cuộc trao đổi trước để hỗ trợ tư vấn cho các bạn lựa chọn được những sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất với kích thước và căn phòng của bạn. Đó. Vừa rồi là toàn bộ những cái thông tin chi tiết về sản phẩm kết sắt đông hun DH36E. Kết sắt này được bảo hành chính hãng 5 năm và được phân phối bởi công ty Đức Phương. Được giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Nếu các bạn có nhu cầu đặt mua thì hãy để lại số điện thoại. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.